Xin chào các anh em của Cảm Game. Cuối cùng thì thời gian chờ đợi của các anh em đã kết thúc rồi, vì bây giờ Miki và Mono đã sẵn sàng để đem tới cho anh em một video phân tích game siêu chi tiết về siêu phẩm Poppy Playtime Chapter 2. Liệu chuyến hành trình chết chóc của cựu nhân viên công ty đồ chơi Playtime có thực sự giải đáp được những thắc mắc của chúng ta hay không, hay chỉ lại dấy lên nhiều nghi vấn đáng ngờ chưa có câu trả lời? Liệu số phận của những nhân viên xấu số và đám trẻ con mồ côi đáng thương có một phép màu nào đó dành cho họ không? Tất cả những điều đó hãy để Miki và Mono cùng đi tìm sự thật trong video này nào. Trước khi bắt đầu video, anh em đừng ngại để lại một like, subscribe và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho Cảm Game nha. Và hãy cùng chúng mình đạt tới con số 50.000 sub thôi nào. Còn bây giờ thì cùng xách bộ grab pack và hóa giải má mỉm mami thôi nào. Get go! Nếu như anh em nào chưa nhớ lại hoặc đã quên thì ở Chapter 1, người chơi chúng ta sẽ vào vai một cựu nhân viên cũ làm việc tại công ty đồ chơi Playtime đã quay trở lại nơi đây sau khi nhận được một cuộn băng kỳ lạ cùng màu giấy đáng sợ đầy nghi hoặc. Nó thông báo rằng những nhân viên mất tích cách đây 10 năm vẫn còn bị mắc kẹt ở nơi đây và cầu mong một phép màu nào đó, nhân vật chính của chúng ta sẽ tới đây và giải cứu họ. Từ đây, người chơi sẽ vượt qua nhiều thử thách cũng như đau tim trước màn truy đuổi điên rồ của con thú nhồi bông khổng lồ Hucky Wucky, để rồi cuối cùng cũng giải cứu được con búp bê bí ẩn Poppy trong tủ kính. Chương 2 bắt đầu ngay sau hành động giải cứu của nhân vật chính, nhưng kỳ lạ thay, ta sẽ không thể con búp bê Poppy hiện diện ngay trước mắt nữa. Chúng ta đành quay lại thì lối vào đã bị chặn, vậy nên hiển nhiên lối ra còn lại là cánh cửa trắng, như thể đã chờ sẵn để mở ra vậy. Lối đi duy nhất này dẫn chúng ta tới cánh cửa của người sáng lập ra công ty đồ chơi này, Elliot Ludwig. Và không ngần ngại tiến vào trong, ta sẽ phát hiện ra có một cuộn băng VHS với nội dung giải thích một chút thông tin về gã đàn ông bí ẩn này. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Rõ ràng, Elliot đã bị sốc nặng về tâm lý sau cái chết của những thành viên trong gia đình của ông, để rồi muốn tạo ra những phát minh điên rồ khác người như thế này. Một mảnh giấy trên bàn đã củng cố thêm nhận định này khi hé lộ một thực tế tâm tối rằng Elliot đã tự thúc đẩy bản thân phải theo đuổi những hành vi phạm tội nghiêm trọng như giết người hoặc tái sinh con người thông qua việc sử dụng hoa anh túc, thứ mà con người thường tin rằng nó sẽ đem lại sự cải tử hoàn sinh theo một cách nào đó. Những thí nghiệm sau đó đã được tiến hành lên động vật như chuột chẳng hạn, nhưng sau khi kết quả thất bại hiện ra, Elliot muốn cải thiện tình hình bằng cách tiến hành lên con người. Liệu thành viên trong gia đình của ông đã ra đi có phải cô con gái bé bỏng không, khi việc tái sinh linh hồn đó hoàn toàn có thể chính là kết quả của con búp bê Poppy đã được ra đời? Ở thời điểm hiện tại, ta chỉ có thể dừng lại ở những nghi vấn mà thôi. Nói về con búp bê này, nó đã nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó, và kỳ lạ là tính cách cũng như phản ứng không hề có thái độ thù địch nào hết. Nói cách khác thì Miki thấy rằng Poppy cũng dễ thương y như những bạn nữ hay comment ở video của Cảm Game vậy. Sorry, I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Poppy dẫn lối cho nhân vật chính vượt qua những hiểm trở của nhà máy và đi thẳng ra lối thoát ngay trước mắt. Nhưng anh em biết rồi đó, chẳng có đời nào mà câu chuyện lại dễ dàng đến mức như thế cả. Và không lâu sau thì cái gì tới cũng phải tới. Poppy bị bắt mất bởi một thực thể đáng sợ với cánh tay siêu dài. Không ngần ngại sợ hãi, cựu nhân viên này nhảy xuống để rồi sẵn sàng đối đầu với con quái vật gớm ghiếc mà nhiều anh em đã đoán được ra.
Mommy Long Legs, một con quái vật ghê tởm, sở hữu thân hình uốn lượn như một con nhện khổng lồ vậy. The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory and Mommy will get things started. Để cứu lấy được búp bê Poppy cũng như thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này, nhân vật chính của chúng ta sẽ phải tham gia những thử thách của con mami nhện nhện thông qua việc hoàn thành các trò chơi trẻ con có phần ít vui nhiều sợ. Với quyết định có phần gan dạ nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, chúng ta sẽ tới được một sảnh trung tâm có tên The Game Station. Nhìn qua, nơi này có vẻ không hề đáng sợ và thậm chí là rất thân thiện cũng như sặc sỡ, rất phù hợp để thu hút sự chú ý của một đám trẻ con là đáng khác. Một đoàn tàu hỏa đầy màu sắc, một khu cầu trượt giản đơn đến lạ thường và quan trọng hơn hết là ba đường hầm dẫn tới ba khu vực minigame mà Mommy đang đón chờ: Musical Memory, Wax a Walkie and Statues sẽ là ba chốn cạm bẫy đáng ngờ dành cho nhân vật chính lần này. Tuy nhiên, nếu anh em đã từng xem video phân tích bức ảnh đáng ngờ mà Cảm Game đã đăng tải cách đây ít hôm, khu vực vui chơi có phần thân thiện này thực chất chỉ là nơi để những nhà khoa học thất đức nghiên cứu và quan sát mà thôi. Khi đi sâu vào chương 2 của trò chơi này, chúng ta sẽ phát hiện ra một chuỗi các tập tài liệu đáng ngờ, thứ đã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về chuyện man sợ gì rốt cuộc đã diễn ra tại đây. Nhớ lại về tấm áp phích cổ động cho việc nuôi nấng những đứa trẻ mồ côi mà công ty đồ chơi này đã khởi xướng, chương trình này thực chất muốn khuyến khích các nhân viên ở đây hãy tham gia việc nhận nuôi những hoàn cảnh xấu số với phần nhiều chính sách ưu đãi như tăng thu nhập hoặc thăng chức. Chính điều này đã khiến số đông các công nhân nhiệt tình hưởng ứng và trở thành các ông bố ba mẹ nuôi một cách mù quáng. Chính điều này mà Mickey nghĩ rằng khả năng cao những đứa trẻ được nhận nuôi đã nghiễm nhiên trở thành đối tượng để bị nghiên cứu một cách man sợ bởi ban lãnh đạo của nhà máy khốn nạn này nhằm tạo ra những thực thể sống bằng một cách nào đó chăng? Với việc nhìn thấy những bằng chứng rõ mồn một này, khả năng cho giả thuyết này gần như là chính xác hoàn toàn vậy. Am I a real boy? I love you. The button hurts me. Những phụ huynh mù quáng này đã đưa lũ trẻ thơ ngây tới chính nhà máy nơi họ tin rằng đây sẽ là chốn vui chơi lành mạnh cho bọn trẻ, trong khi họ có thể yên tâm công tác tại nhà máy này. Họ không ngờ rằng chuyến tàu đồ chơi mà họ từng yêu mến thực chất không chỉ là chở mọi người đi xung quanh khuôn viên khu Game Station, mà biết đâu đích đến của nó hóa ra lại chính là một cơ sở thí nghiệm bất hợp pháp nào đó đầy đáng sợ ấy sao? Tại nơi đây, dưới sự quản lý của cô nhân viên có tên Stella Graber, một loạt các bài test thí nghiệm có thể đã được thực hiện với không ai khác, đối tượng chính là những đứa trẻ tội nghiệp. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Đúng như những gì mà anh em đang nghĩ rồi đó, đây chính là giọng của nữ nhân viên có phần đáng ngờ mà ta đã từng biết trước đó trong chương 1, khi cô luôn tỏ ra phấn khích về việc mình muốn trở thành một đứa trẻ ra sao, và có lẽ chính tính cách có phần hỗ trợ cho lý tưởng của công ty mà ả ta đã thăng tiến và có một vị trí máu mắt nào đó trong toàn bộ kế hoạch kinh tởm của gã Elliot Ludwig này. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. Being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid. Mỗi một đứa trẻ được đem tới trung tâm vui chơi trá hình này đều được giao cho sự quản lý của một giám sát viên hay còn biết
tớ chính là những thành viên trong hội đồng các nhà khoa học thất đức, những kẻ không ngần ngại tiến hành những thí nghiệm phi nhân tính với sự suy đồi mục rũa bên trong. Ví dụ như trong khu vui chơi Musical Memory, nơi đây chính là để kiểm tra khả năng bình tĩnh và mức độ trí nhớ ra sao với việc nhận biết các ký hiệu phức tạp có cấp độ rõ ràng. Hay Walk a Walkie thì lại tập trung vào khả năng phản ứng nhanh nhằm thích ứng với mọi diễn biến tình huống có thể xảy ra. Và cuối cùng là Statues thì được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng tốc độ và sức mạnh của thể chất trước những chướng ngại vật nguy hiểm chết người. Những đứa trẻ này, sau khi được kiểm tra lần lượt, sẽ được gửi lại bản báo cáo chi tiết tới quý cô Stella Graeber và lũ trẻ có thể yên tâm ra về trong vòng tay của cha mẹ chúng mà không một mảy may nghi ngờ nào, khi cha mẹ của chúng thì cứ nghĩ rằng khu vui chơi này đã chăm sóc con của mình rất tận tình, trong khi các công nhân thì đang hăng say lao động cho tổ chức bio này. Đúng là một mũi tên trúng hai con ạ. Gigi Grapley Ludwig, ông đúng là một đối thủ ngang ngửa với William Afton của series FNAF rồi đấy. Kể cả khi bố mẹ của chúng có thắc mắc rằng một ngày ở đây con đã trải qua những gì, thì lũ trẻ cũng chỉ biết trả lời rằng chúng đã được vui chơi thật là vui với những tựa game vui vẻ đầy màu sắc dưới lớp ngụy trang quá khéo léo và tài tình của gã thiên tài Ludwig. Xong, suốt cuộc thì những màn thử thách trò chơi đầy tính giả dối này là gì? Khi ta nhìn kỹ vào những văn bản báo cáo này, ta sẽ thấy được từng bài test mà lũ trẻ thực hiện sẽ được đăng ký tương ứng với một loại đồ chơi cụ thể nhằm tìm ra công thức chế tạo hoàn hảo nhất. Thậm chí ở trong mảnh giấy này, ta còn biết được rằng đã có một đứa trẻ nào đó vô tình chứng kiến được cái chết đáng sợ của một người giám sát, aka nhà khoa học dưới bàn tay quỷ quyệt đến từ lũ đồ chơi kinh tởm. Rất có thể, đây chính là kết quả của việc màn thể hiện năng lực bị đánh giá là kém thuyết phục và đẩy lũ trẻ vào bờ vực của ranh giới sinh tử, như cái cách mà nhân vật chính mỗi khi thua một trò chơi nào đó, lũ sinh vật sẽ không ngần ngại vồ lấy bạn vậy. Mặt khác, nếu lũ trẻ này lại thể hiện tốt trong những trò chơi trá hình thí nghiệm này, đây sẽ là một cách không thể nào hoàn hảo hơn để khiến chúng liên kết chặt chẽ hơn với chính những món đồ chơi mà các nhà khoa học đã đăng ký để rồi không lâu sau. Chính chúng sẽ nhập vào là một như cái cách con búp bê Poppy này chẳng hạn. Bên cạnh đó, những nhà khoa học bio này cũng đồng thời quan sát những món đồ chơi thực thể sống chẳng hạn như Mommy Long Legs sẽ phản ứng ra sao khi vui chơi cùng lũ trẻ con, đặc biệt là khi có sự xuất hiện cùng với cha mẹ của chúng. Điều này sẽ yêu cầu tiến hành nghiên cứu sâu hơn và Cảm Game sẽ đào sâu những thí nghiệm này ở các video tiếp theo nhé. Nhằm tìm cách thoát ra khỏi nhà máy và truy tìm tung tích của búp bê Poppy, nhân vật chính của chúng ta phải đứng lên dũng cảm và sẵn sàng tham gia 3 thử thách chết người mà Mommy đã đề ra. Chúng ta bắt đầu với khu vui chơi Musical Memory, nơi ta sẽ phải ghi nhớ thứ tự của những ký hiệu phức tạp, trong khi món đồ chơi đáng sợ con thỏ Banjo đang từ từ tiếp cận để luôn trực chờ vỗ nát cái đầu chúng ta bằng một cặp trống trũng trệ man rợ. Dĩ nhiên, không thể thiếu con quái vật gớm ghiếc Mommy Long Legs khi nó hiển nhiên luôn theo dõi người chơi từ đằng xa trong buồng điều khiển. Tiếp đến là Walker Walkie, với mục tiêu là nhanh chóng vỗ thẳng mặt những con Huggy Mini khi chúng liên tục bò ra từ 18 lỗ rải rác trên tường. Nếu không nhanh, bạn sẽ không hề muốn chúng vỗ thẳng bất thình lình như thế này đâu. Trong quá khứ, khi lũ trẻ tham gia những bài kiểm tra này, những con Huggy này sẽ được buộc chặt bởi những sợi dây nhằm đảm bảo tính an toàn. Nhưng trong trường hợp này, có lẽ con má mỉ kia đã loại bỏ quy tắc an toàn này và mặc kệ số phận của nhân vật chính mà thôi. The toys in this game used to have strings attached to them, so they could be pulled back when they got too close to the children. Have fun. Sau khi vượt qua giây phút sinh tử đó, nhân vật chính rơi vào khu vực đường ray nào đó mà trông giống như đường chở những món đồ chơi bị hỏng vào lò đốt rác vậy. Lối ra bị chặn và khi phải lọ mọ tìm lối khác, một âm thanh kinh dị như thể đã từng xuất hiện vang lên. Nuốt trọn lấy lý trí của Mickey, từ xa ta tưởng rằng Huggy Wuggy đã trở về từ cõi chết. Nhưng không, đấy chính là Kissimissi. Trái với vẻ hung hăng và chết chóc, sinh vật này dường như khá thân thiện và không hề ác tính như ta từng nghĩ. Thậm chí, nó còn mở ra lối thoát cho chúng ta và từ từ biến mất trước khi người chơi có thể truy tìm được nó. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Lẽ ra, nó có thể trở thành một thí nghiệm khát máu và truy đuổi chúng ta. Tại sao chứ? Một lần nữa, giả thuyết về Kissimissi sẽ được Cảm Game gửi tới anh em ở trong video tiếp theo nhé. Bài kiểm tra cuối cùng chính là Statues, đóng băng như tượng.
Với việc tham gia trò chơi này, người chơi sẽ phải nhanh chóng thiết lập ra lối thoát dưới màn đêm mỗi khi đèn tắt, cùng với bản nhạc thập niên 60-70 đầy đáng sợ. Lối chơi khá đồng điệu với trò chơi đèn đỏ đèn xanh trong phim truyền hình nổi tiếng Squid Games, khi người chơi có thể tự do di chuyển trong bóng đêm, nhưng đèn sáng thì không thể. Nghe đơn giản nhỉ? Nhưng không, đằng sau chúng ta sẽ có một con rết khổng lồ hình đầu chó, luôn bám sát người, có tên PJ Parker Pillar. Đúng là không có gì dễ dàng khi lối ra thực chất là đường cụt và chúng ta phải nhanh chóng bám đua lên tầng trên ở phía tay phải trước khi con rết này tiếp cận và nuốt trọn chúng ta. Rõ ràng, tựa game cuối cùng này đã được thiết lập để chúng ta không thể sống sót được, từ đây rơi xuống một cái hố quanh đó, và thế là ta đã đến được một cơ sở nghiên cứu bí mật dưới lòng đất với hy vọng tìm ra những lời giải đáp cho nhà máy đáng nguyên rủa này. Và thế là anh em đã đi cùng Mickey được 1/2 video rồi. Đã đến lúc chúng ta quay trở lại với đối tượng chính của cả video này, chính là Mommy Long Legs. Nếu anh em còn nhớ, Mickey đã làm một video phân tích về nguồn gốc của con má mì nhện nhện này thông qua đoạn quảng cáo mà Mob Games đã đăng tải tháng trước. Đây là một món đồ chơi nổi tiếng và có khả năng co giãn rất linh hoạt, khiến biết bao trẻ em thời điểm đó đều mơ ước sở hữu. Đặc biệt, slogan mang đậm chất thương hiệu của nó đã tiết lộ một điều rằng nó rất yêu thích việc ngắm nhìn bạn vui chơi. Điều này hoàn toàn có lý khi ở đây ta có thể nhìn thấy thực thể này đã từng được sử dụng như một camera giám sát chạy bằng cơm, chạy bằng máu, để dẫn dắt và nô đùa cùng lũ trẻ trước khi chúng tham gia một trò chơi nào đó. Ngoài ra, ta cũng biết được rằng Mommy không hề cô đơn, khi thực chất là mẹ thì cũng phải có bố và có con rồi đúng không? Trời ơi, bị một con đuổi rồi, chứ mà ba con đuổi thì chắc đăng xuất khỏi trái đất này mất. Thậm chí, khi tiến tới khu vực xoay cầu ở dưới tầng hầm này, ta cũng vô tình thấy được một văn bản yêu cầu vận chuyển con má mì đáng sợ này với nội dung hé lộ một sự thật đen tối đầy kinh hãi. Nhưng trước hết, hãy chú ý ở dòng đầu với nội dung đối tượng Mary Payne. Có khả năng đây có thể là tên của tác giả văn bản này, nhưng khi đối chiếu với những văn bản thí nghiệm khác, tên của đối tượng và tên của người giám sát đều được chia rõ ràng. Vậy nên, nếu cứ so sánh một cách logic, ta có thể ngụ ý rằng Mommy trước đây đã từng là con người và có khả năng chính là quý cô Mary Payne này đây. Người cũng giống như một con chuột thí nghiệm mà Elliot đã từng thí nghiệm trong văn bản ta đã phát hiện ở văn phòng của gã vậy. Điều này cũng giúp Mickey tin rằng những thực thể này thực chất có nguồn gốc từ con người hơn, khi chúng có khả năng chảy máu nếu xảy ra thương tích. Cơ thể của những món đồ chơi sống này đã chứa đựng một dạng nội tạng nào đó, và dưới bàn tay phù phép đầy ma giáo của những nhà khoa học, họ đã cấy ghép cả tinh thần và thể xác của một con người vào trong những mô hình đồ chơi tưởng chừng vô tri vô giác này. Thêm vào đó, càng có thêm bằng chứng củng cố cho nhận định này của Mickey, khi trong tờ văn bản này, nó cũng tiết lộ rằng thí nghiệm Mommy này đều rất hung hăng và nguy hiểm đối với nhân viên của nhà máy, nhưng lại rất nhẹ nhàng và ấm áp khi cư xử với lũ trẻ. Nó thậm chí còn cố gắng bảo vệ lũ trẻ, và khi nhìn vào bức tranh Mickey đã từng phân tích, ta đã hiểu vì sao các nhà khoa học phải đứng trên cao gần 25-30m chỉ để đảm bảo cho tính mạng của mình. Mặt khác, các nhà khoa học đã lợi dụng sự xuất hiện của lũ trẻ nhằm duy trì sự bình tĩnh của sinh vật Mommy khi nó có xu hướng hiền hòa mỗi khi có đám trẻ vây quanh vui chơi. Vậy nên, một khi nhà máy đã phá sản và dừng hoạt động, sự thiếu vắng của lũ trẻ đã khiến Mommy trở nên tha hóa và sẵn sàng tấn công người lớn, những kẻ mà nó tin rằng chính là nguyên nhân cho sự mất tích hàng loạt của những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Chớ trêu thay, sự hận thù cũng khiến Mommy mù mắt mà tin rằng nhân vật chính của chúng ta cũng chính là một trong những kẻ đã gây ra tội lỗi tay đình, và điều này khiến Mickey nghĩ về danh phận của nhân vật chính. Biết đâu cũng chính là thành viên của hội đồng ban lãnh đạo công ty chăng? It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you.
Điều này cũng đồng thời giải thích rằng tại sao Huggy Wuggy lại trở nên tàn bạo hơn mức cần thiết đến vậy. Rõ ràng, lũ trẻ chính là điều đã tác động đến hành vi và suy nghĩ của những thực thể đồ chơi này khi mối quan hệ giữa họ và chúng là vui chơi bên nhau suốt cả ngày. Thành ra, một khi lũ trẻ bị mất tích hàng loạt sau nhiều cuộc thí nghiệm tàn ác, những món đồ chơi đã trở nên tàn bạo và sẵn sàng tấn công người lớn, những nhân viên của nhà máy đáng nguyên rủa này. Điều này cũng thực tế phần nào phản ánh rằng những nhân viên cấp thấp không hề biết được sự thật đằng sau việc chế tạo các món đồ chơi này với mục đích gì. Rõ ràng, đây thực chất là một môi trường làm việc độc hại khép kín mà Elliot Ludwig muốn tạo ra nhằm thực hiện mục đích bí ẩn của mình. Khám phá sâu trong chương 2, người chơi sẽ tìm thấy một cuộn băng VHS màu xanh và đây chính là minh chứng rõ nhất cho luận điểm mà Mickey vừa nêu ra. So, I took a peek beneath the gate. And some massive bloody thing was dithering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist. Quay trở lại vấn đề chính, Mami chân dài đã đẩy người chơi rơi vào những trò chơi sinh tử này như một cách trả đũa bởi chúng tin rằng những hành vi phi nhân tính của những nhân viên ở đây là nguyên nhân lớn nhất cho câu hỏi tại sao lũ trẻ con lại biến mất hàng loạt. Và từ đây Mickey tin rằng cô gái có tên Mary Payne cũng từng là một giám sát viên và phải bỏ mạng trong lúc tiến hành giám sát cũng như nghiên cứu vậy. Từ đây, nhân vật chính đã không còn lý do gì để phải tham gia mấy cái trò chơi vô nghĩa này nữa, mà chỉ muốn tìm ra lối thoát càng nhanh càng tốt trước khi thần chết vẫy gọi ngày một gần. Lúc này, Mami nhền nhện cũng không ngần ngại lột đi lớp vỏ kiêu kỳ, và thay vào đó chính là phiên bản chết chóc nhất mà không ai muốn phải đối đầu. I asked you to play fair, and you cheated! I hate cheaters! Now, we're going to play one last game. It's called Hide and Seek. Mommy đã hóa điên hơn bao giờ hết và nó bày ra trò chơi có lẽ là sở trường nhất, trốn tìm. Người chơi hoảng hốt và đương nhiên cố gắng tìm mọi lối thoát dù chỉ nhỏ nhất nhằm tránh phải sự đụng độ có phần thua thiệt này. Một cảm giác đau tim giữa lồng ngực mỗi khi Mickey bấm loạn cả dãy nút trên bàn phím. Phải nói là sợ đến rớt cả tim ra ngoài. Nhưng chớ trêu thay, trong khi ẩn giấu khỏi sự truy sát, nhân vật chính phát hiện ra được một mẩu giấy của giám đốc thi công công trình Eddie Riderman, người đứng ra xây dựng một tầng thí nghiệm ẩn sâu dưới lòng đất với đơn đặt hàng không ai khác chính là chủ của công ty Playtime, Elliot Ludwig. Văn bản cũng hé lộ rằng thời gian thi công là trong vòng 12 tháng và có vẻ là chưa đủ kiên cố như họ từng nghĩ. Khi phải trốn thoát khỏi Mami, ta biết được căn cứ nghiên cứu này dần dần sụp đổ và khiến cho con Mami hồng hào trong ngoặc kép này không ngừng gia tăng sự hận thù. Sau khi đến gần lối thoát, ta cũng thở phào một chút khi ra tới cửa thoát hiểm với hy vọng bình minh đang chờ đón ở phía trước. Trong trường đoạn cuối cùng của game, khi ta phải nhanh chóng mở ra cánh cửa con đường duy nhất còn hiện trước mặt để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Mommy, thì đó cũng là lúc Mommy lao tới với tất cả tay chân loang ngoang của ả ta và chẳng có vẻ gì là ả ta sẽ nhân nhượng cho chúng ta một cơ hội sống sót cả. Ở đây, khi Mommy đến rất gần rồi, cánh cửa còn kẹt kẹt treo ngược cơ hội sống của nhân vật chính nữa chứ. Nhưng nếu đủ nhanh thì bạn sẽ thành công chui qua cánh cửa, nhanh chóng kéo cần khởi động trước máy nghiền và trực tiếp chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Mommy bị nghiền nát trong tiếng gào thét đầy uất hận. Pause ở đoạn này một tí thì không biết anh em cảm thấy thế nào khi nhìn thấy Mommy bị nghiền nát? Kinh hãi, tiếc thương hay là thỏa đáng? Nhìn kỹ vào biểu cảm trên khuôn mặt của Mommy, ta có thể thấy khuôn mặt này không hề biểu hiện sự sợ hãi hay đau đớn sau khi bị nghiền nát, mà là một khuôn mặt cười.
Vâng, là một khuôn mặt cười y hệt như trong mô hình đồ chơi Mommy Long Legs được tung ra thị trường. Điều này khá là bí ẩn. Vậy có lẽ sau khi bị tước đi sự sống, một món đồ chơi như Mommy mới thực sự quay về bản chất là một món đồ chơi. Thí nghiệm 1006 là một thứ gì đó siêu bí ẩn ngay từ chapter 1. Qua những tình tiết game tiết lộ, chúng ta luôn biết rằng 1006 là thứ gì đó rất đáng sợ dù người chơi chưa bao giờ được diện kiến nó một cách trực tiếp. Theo những gì đã được tiết lộ trong cuộn băng ở chapter 1, 1006 đã quậy banh cái nhà máy, tỏ thái độ hung hăng mất kiểm soát. Có lẽ là nó đã gây ra một vụ thiệt mạng tương đối lớn nên nhà máy buộc phải đóng cửa để xử lý 1006 cũng như tránh tai tiếng. Nhưng điều đáng bất ngờ hơn là 1006 còn là nỗi khiếp sợ của cả những món đồ chơi sống trong nhà máy này. Hãy nhớ lại sự lo lắng tột độ của Mommy khi gào lên nỗi sợ hãi mình sẽ trở thành món ăn nuôi dưỡng 1006, hay thậm chí là mối lo lắng của Poppy ở cuối chapter 2, động cơ khiến Poppy níu giữ chân nhân vật chính ở lại nhà máy này. Nhưng món ăn nuôi dưỡng ở đây sẽ không phải mang ý nghĩa là 1006 sẽ đơn thuần ăn và hấp thụ chúng như một dưỡng chất thông thường, mà thí nghiệm này dường như sẽ hợp nhất những món đồ chơi bị hỏng hóc vào cơ thể của nó nhằm dần dần nuôi dưỡng, phát triển khối hỗn hợp đồ sộ và ý thức của nó với xác thịt và linh hồn của những nạn nhân mà nó hấp thụ. Nạn nhân mà Mickey nói đến ở đây điển hình nhất chính là Huggy Wuggy và Mommy Long Legs. Có lẽ Mommy đã chứng kiến cảnh Huggy bị hấp thụ ra sao nên Mommy rất e sợ tình cảnh này sẽ diễn ra với mình, bởi Mommy cũng chẳng thể chạy trốn khỏi cái nhà máy chết tiệt này. Với những anh em nào chưa xem video phân tích bức tranh teaser của cảm game thì có lẽ sẽ không rõ lý do vì sao Mickey có thể chắc chắn với anh em rằng cái bàn tay túm lấy Mommy là của 1006. Sở dĩ Mickey dám khẳng định và tin chắc rằng cái bàn tay đầy FE kia là của 1006 là vì bàn tay này đã từng xuất hiện trong file ghi âm tư liệu của các nhà khoa học khi họ nói về những biểu hiện của 1006 trong cuộn băng đầu tiên mà ta tìm thấy ở chapter 1. Cuộn băng này có ghi lại chi tiết sự kiện thí nghiệm 1006 đã trốn thoát như thế nào và đã gây ra một cuộc đại náo ở nhà máy đồ chơi này ra sao. Cuộn băng tài liệu thứ hai tiếp tục ghi lại một nỗ lực chạy trốn khác của 1006 và đồng thời phát hiện ra trí tuệ ưu việt của thí nghiệm và tính cách bạo lực khó lường của nguyên mẫu này. Cũng chính từ những phát hiện này, thí nghiệm 1170 Huggy Wuggy đã được chế tạo nhằm giữ vững tính chất trí tuệ ưu việt nhưng lại biết nghe lời hơn. Log code 08502 in relation experiment 1006, the prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery along with several other components to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialists still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Sau khi kết thúc cuộc hội ngộ đầy máu me về thí nghiệm 1006, chúng ta cuối cùng cũng quay trở về được với khu vực trò chơi Game Station, nơi có chiếc tàu hỏa thân yêu, thứ duy nhất giúp nhân vật chính thoát khỏi nhà máy quỷ quyệt này. Trên đường đặt chân lên tàu, chúng ta sẽ phải đi qua phòng quan sát của các nhà khoa học Playtime, nơi mà họ sẽ quan sát những đứa trẻ tiềm năng, quan sát sự phản ứng của món đồ chơi sống với lũ trẻ ở một khoảng cách vô cùng an toàn. Tại nơi đây, chúng ta sẽ thấy Poppy bị trói chặt bởi tơ nhện của Mommy. Không biết là do tơ nhện hay là do sự tác động tâm lý nào đó khiến cho tính cách đáng yêu nhẹ nhàng của Poppy đã biến mất ngay sau khi ta cởi bỏ tơ nhện cho Poppy, mà thay vào đó là những biểu hiện lạnh lùng, xa cách và có phần đáng sợ.
Did you kill her? Good. I'll board the train. We need to leave. Nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian để phân tích hay xử lý tình huống vào lúc đó, vì ngay tại thời điểm đó, nguồn sống là chiếc tàu hỏa đã rất gần rồi. Theo sự chỉ dẫn và những mật mã tàu hỏa đã thu lượm từ trước đó, chúng ta cuối cùng cũng có thể khởi động chuyến tàu để rời khỏi nhà máy. Mật mã thu được rất chuẩn xác và chúng ta cũng ấn nút rất chuẩn xác mật mã. Lúc này, chuyến tàu thuận lợi lăn bánh và dường như mọi chuyện có vẻ rất đúng, rất chuẩn với một cái happy ending, cho đến khi Poppy đột ngột nói những lời cay xé lòng người như thế này. I was so scared she'd put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. Có vẻ như Poppy thực sự đã muốn giữ nhân vật chính của chúng ta tại công ty Playtime. Poppy cho rằng nhân vật chính còn sứ mệnh phải hoàn thành ở đây và Poppy muốn sử dụng chúng ta như một công cụ để sửa chữa những thứ sai trái đã diễn ra ở nhà máy tội lỗi này. Nhưng sự bất ngờ và tiếng hét của Poppy ở cuối game khiến cho Mickey tự hỏi điều gì đã xảy ra với Poppy. Lúc đầu cứ nghĩ đó đơn thuần là tiếng hét đầy bất ngờ khi chuyến tàu chở nhân vật chính bị chật bánh và không thể đến đúng nơi mà Poppy muốn nhân vật chính đến. Nhưng có lẽ đây mới chỉ dừng lại ở giả thuyết thôi. Chúng ta chưa thực sự có nhiều thông tin để kết luận nguyên nhân này. Có lẽ chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi Chapter 3 ra mắt để biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với Poppy và chuyện gì sẽ xảy ra với nhân vật chính của chúng ta đây. Khi trong cơn mê, thứ nhân vật chính nhìn thấy đó là bản thân sẽ bị mắc kẹt ở khu vực tiếp theo của chiếc nhà máy đồ chơi mà không hề đáng yêu này. Play Care. Và đó là tất cả những phân tích đầu tiên của cảm game dành cho con game kinh dị indie được mong chờ nhất trong nửa đầu năm 2022, Poppy Playtime Chapter 2. Anh em nghĩ gì về những phân tích này? Anh em có những giả thiết nào hay hơn thì đừng ngại chia sẻ ở phần bình luận dưới video này nhé. Và nếu anh em thích video này thì đừng ngại để lại một like và subscribe để ủng hộ cho cảm game nha. Còn bây giờ thì xin chào và see ya!